là lạ. Xin chào mọi người đang đến với kênh Hoa Phan Vlog. Thì hôm nay em có đến chợ Hoa Xuân ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, còn gọi là chợ Chắc Cà Đao nha mọi người. Thì hôm nay em với đám bạn em thì đi đến đây tham quan và quay những cảnh hoa ở đây cho mọi người cùng xem. Giờ thì mời mọi người theo chân em để mình xem ở chợ hoa ở đây nha mọi người. Đây, đây có bán bông thọ cam và màu vàng. Đây là hoa hồng nha mọi người, rất là đẹp luôn. Về chung Tết nè.
dưa sọc, hai loại dưa. Nguyên dãy này thì bán dưa không nha mọi người. Dưa sọc và dưa vàng luôn nha mọi người, 15 ngàn một ký. Màu dưa nhìn hấp dẫn ha, trắng hay gì ta, màu vàng hả? Đây mua đôi dép nè, cho bé yêu lên hình nè, cho bé yêu lên coi. Đây có hạnh bông thọ, hai chồng giấy này đẹp ha, cúc mâm xôi, giấy hoa mồng gà, nó cũng là bông thọ mà kiểu như giống mới đó. Cũng như thọ nhưng mà giống mới. Đây hoa giấy rất là đẹp nha mọi người, hai chậu hoa giấy này rất là đẹp. Đây hoa nhỏ nhỏ nó đẹp ha. Mai, mai mini mà có bông hết trơn. Gì chị?
soi nha. Còn hoa hoa màu à, màu đó. Mấy ông đó là hoa hồng đó. Bây giờ nó nhiều giống đẹp lắm. Đây là cúc mâm soi nha mọi người, rất là nhiều màu, nhiều mẫu. Cái kiểu cây này đẹp rồi ha. Xem video cảm thấy hay, ý nghĩa, hãy cho Hoa Phan Vlog một like và một đăng ký để em có động lực làm những video khác hay hơn và hấp dẫn hơn cho mọi người cùng xem. Giờ thì chào quý vị khán giả, em kết thúc video ở đây nha.